Thưa quý vị, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến cho hai người tử vong. Vâng, và đáng nói là một nhóm người ở Thanh Hóa đã rủ nhau để chèo thuyền ra sông Mã, thuộc lòng hồ thủy điện Bá Thước để chơi. À, chụp ảnh ngay Tết và bất ngờ thuyền bị lật khiến hai vợ chồng tử vong trên đuối. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 14 tháng 2, tức là ngày mùng 5 Tết. Một cặp vợ chồng trú tại xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc đã lên nhà người thân ở thôn Sông Mã, xã Điền Lư để chơi Tết. Sau đó thì gia đình này cùng với nhiều người khác tổng cộng có đến 8 người ra Sông Mã đoạn lòng hồ thủy điện Bá Thức 2 để chơi và chụp ảnh check in. Nhưng trong lúc chèo thuyền, bất ngờ thuyền bị lật khiến cả 8 người bị ngã xuống lòng sông. Bốn người sau đó bơi được vào bờ, hai cháu nhỏ đã được cứu sống, còn hai vợ chồng thì mất tích dưới sông Mã và xác định đã tử vong. Ngay trong chiều ngày 14 tháng 2, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của hai vợ chồng và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, vợ chồng này sinh sống ở miền Nam, khi về quê ăn Tết thì có lên nhà người thân ở xã Điền Lư chơi và xảy ra sự việc đáng tiếc trên.